Xin chào các bạn, hôm nay công ty BitBuy xin giới thiệu với các bạn máy in hóa đơn X-Printer khổ giấy K80. Đây là máy in giấy hóa đơn khổ lớn, có kích thước là 80mm. Máy in được là một thiết bị không thể thiếu của các cửa hàng buôn bán, siêu thị hay là quán cà phê. Nó giúp chúng ta in hóa đơn một cách nhanh chóng, không cần phải viết tay. Thông tin được in bằng tiếng Việt rất rõ ràng. Sau đây mình sẽ giới thiệu các thành phần của máy. Đầu tiên chúng ta là nhân vật chính của chúng ta là máy in. Máy in được thiết kế để có thể lắp giấy rất dễ dàng. Máy không sử dụng đặc thù của máy in nhiệt là không sử dụng mực in, nên chúng ta không cần phải lưu ý đến vấn đề thay mực in mỗi tháng, mỗi năm. Máy sử dụng đầu in nhiệt nha các bạn. Máy in được kết nối với máy tính qua cổng USB, cũng có thể kết nối với ngăn kéo đựng tiền bên ngoài để cho mỗi lần in hóa đơn ngăn kéo sẽ tự động mở ra rất tiện lợi. Có tùy chọn cổng LAN. Ở đây mình có một chiếc máy có tùy chọn cổng LAN để sử dụng cho khoảng cách xa. Ví dụ như nhà bếp chẳng hạn, có thể lên đến hàng trăm mét. Dùng để mục đích là chủ yếu để in nhà bếp những món ăn mà cho đầu bếp làm. Máy in này thường được đặt ở nhà bếp cách xa quầy thu ngân, sử dụng mạng LAN. Giá thành cũng không cao bao nhiêu các bạn. Tiếp theo, chúng ta có các phụ kiện rất bình thường như một chiếc máy, như là adapter nguồn, dây cáp nguồn, cáp kết nối USB. Các cái nối USB dành cho máy sử dụng cổng USB cho quầy thu ngân. Còn nếu mà sử dụng cổng LAN, cáp LAN thì chúng ta phải mua riêng nha các bạn. Kèm theo máy được tặng một cuộn giấy in khổ K80. Có hai thanh để trang trí thay đổi màu sắc của cái mặt nạ máy. Ví dụ như ở đây mình có màu xám thì mình sẽ lắp vào màu xanh hoặc màu cam. Ở đây mình có một máy được lắp sẵn màu cam, mình nhìn rất đẹp nha các bạn. Cuối cùng không thể thiếu là sách hướng dẫn sử dụng và đĩa driver. Sách hướng dẫn chúng ta lắp ráp ba máy, lắp ráp giấy in cũng như là cài driver trên máy tính, chúng ta có thể tự làm tại nhà. Nếu chúng ta mất những thứ này, có thể liên hệ trực tiếp tới công ty. Các bạn kỹ thuật sẽ hỗ trợ các bạn rất nhanh chóng và dễ dàng. Còn đây là máy sau khi mình đã lắp ráp hoàn chỉnh. Cáp USB gắm vào máy tính, cáp nguồn gắm vào phía sau máy. Sau đây mình sẽ in thử để giới thiệu tính năng của máy cho các bạn xem. Đây là một tính năng rất quan trọng của máy, đó là tính năng cấp tự động. Vì được sử dụng loa cắt nên giấy in bìa in ra cũng đẹp hơn. Chúng ta cũng đỡ mất thời gian mà xé giấy nếu mà số lượng in nhiều. Máy được lắp giấy rất đơn giản bằng cách là nhấn nút phía bên hông. Giấy sử dụng chuẩn K80. Đây là giấy in nhiệt. Thao tác lắp giấy dễ dàng. Cũng giống như các loại máy in khác, máy in cổ 80 X-Printer cũng có thể in từ nhiều nguồn khác nhau, như là phần mềm bán hàng như mình ví dụ ở đây.
hoặc là từ phần mềm tính toán Excel. Khi mua máy, các bạn sẽ được nhân viên của công ty lắp đặt và hướng dẫn tận nơi. Máy được bảo hành 1 năm. Các bạn muốn tìm hiểu thêm thông tin có thể truy cập liên kết dưới bài hoặc gọi điện trực tiếp đến số điện thoại 0905 959598 để biết thêm thông tin và giá cả. Xin cảm ơn.